Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Sẽ đi thăm Chica Farm ha, xem thử có gì hấp dẫn quay cho mọi người coi nha. Đây các bạn, đây là có lạc đà không vú Abaca nè, cừu Dolly, baby Dolly. Sao ạ? Đây cho em đi, cầm lúc em. Dễ thương không? Chắc là chỗ ngồi chiêu quá, ngồi ngắm cảnh. Trời gió mát quá. Đây đây đây, đây có rất là nhiều bạn dê, bạn cừu. Wow. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, buổi sáng hôm nay gia đình mình sẽ đi thăm Chica Farm ha. Thì ở đây theo thông tin mình biết thì có cừu, có các bạn đâu này nọ. Hôm qua mình cũng đi tới đây rồi nhưng mà phải về, hôm qua mưa lớn quá. Thì bây giờ mình sẽ vô xem thử có gì hấp dẫn quay cho mọi người coi nha. Chơi vui không Bi? Hồi sáng này hôm qua mình tới đây nhưng mà mưa quá không có vào được, chứ rất là lầy lội, không đi đường này lầy lắm, té đi đường này. Hồi sáng này mình chạy xuống Judo nhưng mà Judo quá đông luôn, phải mua vé trước rồi 1 giờ trưa quay lại mới vào chơi được, cho nên thôi sẽ chậm trễ thời gian. Thì mình quay về đây mình đi thử cái Chica Farm. Judo này mình có đi một lần cách đây khoảng 5 năm, lúc đó mới thành lập á, rồi chưa đi lại lần nào nữa. Thì sáng tính đi lại, bởi vì nghe anh em đi trước thì nói là có ở đó nó bổ sung nhiều thú hơn à, thì mình tính đi lại mà đông quá không đi được. Thì hôm nay vô Chica Farm ha. Này như cái thung lũng khá là đẹp á các bạn. Đà Lạt bây giờ phát triển khá là nhiều cái vườn thú tư nhân à. Hy vọng là sẽ chất lượng hơn. Xong lấy cái dù thì... Ôi nãy khóa cửa chưa ta? Chưa. Chưa khóa cửa luôn hả? Chưa. Si chạy lên khóa cửa rồi lấy cái dù xuống đi. Nè, nhớ khóa cửa lại. Tức là xe chưa có khóa, con mở ra lấy cái dù bên chỗ góc mẹ ngồi xong rồi bấm khóa lại. Làm nhảm gì vậy? Che ở nhà này sao? Cái rác đó hả? Ồ, ai xả rác đó hả? Hay sao? Ở Đà Lạt á, buổi sáng mà có nắng á các bạn thì khá là nóng luôn. Như mình bận cái áo ha, kiểu này là đang rất là nóng. Nhưng mà chỉ cần chút xíu nữa thôi, có thể là trời nó sẽ bắt đầu chuyển mưa, mất cái ánh nắng đi á, thì là mây nó che ánh nắng đi là bắt đầu gió lên nhiều là lạnh. Đúng, ta điền lát xuống dưới luôn. Ủa, chứ cái nông chảy nằm đâu rồi? Đây nè, nói quẹo đi. Em Bi nãy ngủ được giấc ngon chưa? Giờ vô chơi nha. Thằng Tép Bi nó nói ba Bi muốn đi nông chạy cừu. Đúng không? Được. Thôi đi hơi xa ta, hôm qua có đi xa vậy không? Lộn lộn rồi đó. Lộn rồi. Mình đi hơi sâu rồi. Nãy cái khúc nãy là người quẹo vô. Tôi quẹo vô hả? Địa lan, lá trang trí, kiển lá các loại. Không khí ở Đà Lạt này thì nó khí hậu thời tiết này đúng là xứ sở ngàn hoa. Hoa dại thôi mà cũng đẹp.
Coi đi cái tướng coi. Coi coi đi cái tướng. Xích vô, xích vô. Đi tướng vậy à? Đi tướng vậy yếu quá, làm sao mà theo ba lang thang được. Trời ơi, tới kia là tao quẹo mất tiêu mà mình đi múc tới đây. Rồi tắp vô có xe tải xuống kìa. Dưới này là trồng hoa màu và nông sản nè các bạn. Đây, đáng lẽ phải quẹo xuống đây. Ở trên này nha. Mà lo nói chuyện, mẹ chia sẻ đi hút một khúc luôn. Cái gì cơn? Giờ chúng ta sẽ đi xuống cái thì chuyền dốc ha. Chắc là pha mới nằm ở dưới. Hôm qua mưa quá mình cũng chưa có đi xuống dưới coi như thế nào nữa. Ủa vô Chica Farm đi đường nào ta? Mình xuống đây luôn ha. À đây. Anh đi 1, 2, 3, 4 người lớn, 1 em bé. Dạ. Bên em là cả nước và tham quan là 100 một người. Ừ. Trẻ em dưới 1 mét là miễn phí. Mình đi 4 người lớn. 4 người. 4 người nước trong menu nha. Ok. À là 100 ngàn mà một người vô tham quan là luôn cả nước luôn. Dạ. Ok em. 4 người nha chị ơi. 4 người em ơi. Cho anh một ly sô-cô-la đá đi em. Đây các bạn, đây là có lạc đà không uống abaca nè, cù đô ly, baby đô ly, cù đồ đen 34, dê, lùng, mini lớp. Ồ, cũng khá nhiều ở tại đây mua một phần nước bắt buộc cho mọi người. Rồi xong phim. Không có đem tiền xuống, em có đem không? Cái bóp anh quăng trên kia rồi. 400. Đọc món với em đi. Hai trà sữa đây. Em muốn gì? Một cà phê đá, hai trà sữa truyền thống với một sô cô la đá em. Nam. Dạ mình lên ăn trước những cái em nha anh. Ok em. Mấy bên đây mà tổng phục vụ khi nào uống mình đưa đi sang quầy xe kế bên lấy nước giúp em nha. Rồi, ok, ăn chiều em. Ok, giờ mình giữ cái đường này, chừng nào muốn nước thì qua anh đây lấy nước ha các bạn ha. Ồ, có xe cổ đẹp quá, lát chụp hình ra. Bi ơi. Ôi ôi. Dễ thương.
Ủa mua mấy cái cà rốt này ở đâu ta? Đâu để kiếm ra chỗ nào sẽ lấy mấy cái cà rốt ta? À đây cho anh nhiêu ta, 4 ly đi. 1 ly 10.000. Ok em. Bố vô đây đấu thầu bán cà rốt. Đây nè. BC. Biết cái gì? Là bên con này. Mỗi lần con có một que con cho nó thôi nha. Đây. Mỗi lần đi lấy một que thôi nha. Đây. Ok, khu này hơi đông, mình đi vô trong đi, lát mình quay lại ha. Đi Bi. Cú cú. Đây nè. Cú cú. Hè con trai. Ôi. Sao à? Che hết mất rồi hả? Này, đi đâu? Này cho em đi. Cầm lúc em. Ồ. Dễ thương không? Bạn này là bạn gì? Đúng rồi. Giỏi quá. Bạn là đàn này màu gì? Được chưa? Thôi ăn mấy miếng, anh còn có mấy miếng rồi để dành anh vô anh coi còn bạn nào khác không anh cho. Ok, đi xuống đây các bạn. Ồ, cái này chắc là chỗ ngồi chiêu quá, ngồi ngắm cảnh. Khá là đẹp ha, ok. Rồi gió mát quá. Bây giờ mình sẽ đi sâu xuống dưới đi. Dưới có gì không ta, sao không thấy thú gì dưới ta? Ở dưới có cừu kìa, ở dưới có cừu. Cừu dưới này. Ừ. Em Bi. À, hơi dịch nó dí nhau giống nhà mình kìa em Bi. Ờ giống nhà em Bi á. Đi coi. Không biết bên kia có gì không, mọi người đi qua hướng bên kia kìa. Hay đi qua hướng bên kia trước đi. Sợ rồi. Thích ông Bi. Mang ly nước rồi đang chở. Ở đây có bạn chó nè. Ừ, chó cắn á. Ở đâu rồi? Em ơi. Em ơi. Ờ, con vịt màu đen á. Ừ. Đang gãi gãi á, đang tắm nắng gãi gãi á. Nói chung cái view cảnh quan là khá là đẹp ha bạn ha. Ồ, có tấm gương đây dễ thương quá. Cái này có vợ đây mới dùng xe cậu tìm kho báu á. Tìm gì? Tìm kho báu á. Tìm kho báu ở đâu? Tìm kho báu ở dưới lòng đất đó ba ơi. Ôi, tìm kho báu dưới lòng đất á hả? Chỗ nào hay quá vậy? Sao đi tìm kho báu mà không ngủ qua?
Nó rủ ba đi với nha. Ba dùng cái xe ba đào hóa báu ở dưới. À, đây đây đây. Đây có rất là nhiều bạn dê, bạn cù. Wow. Wow. Thỏ nè Bí. Bạn thỏ có ăn cà rốt không? Con thỏ đang nhai cái gì vậy? Không biết. À, để mới cho mấy bà thỏ ăn đã. Ok. Con này ra ngủ á. Rồi ngủ, bàn thỏ này đang ăn nè. Để nó chờ hết à. Hôm nay dài quá. Dài quá hả? Nè bé bàn thỏ được cho ăn rau lan nè. Đi qua đây. Ôi bạn dê trắng này đẹp cực kỳ luôn. Bé thú đang trong giai đoạn uống sữa, vui lòng không cho bé ăn. No no. Bé thú này này là những con nhỏ đang uống sữa không cho ăn. Dê trắng dễ thương ghê không? Sờ nó được không? Được. Ủa mà sao thấy mọi người cũng cho ăn bình thường à? Dễ thương không em Bi? Ồ các bạn dê này trắng tinh luôn các bạn. Rất là đẹp ha. Nhìn cũng sạch sẽ nữa. Ôi đây mấy bạn thỏ dễ thương quá. Mẹ ơi. Phủ phê luôn. Đây bên đây là những bạn cù đây. Cù nè. Thấy bạn cù dễ thương không Y? Hết cọng dài luôn. Hết cọng dài luôn. Ở trong chuồng bạn cù có bạn chim bồ câu đang ăn gì trong đó kìa. Bạn này đi, bạn này chưa có nữa. Nè ba ẩm đi lên coi bạn bồ câu kìa. Không à. Bây giờ ở dưới tháp này mình cũng như là hải luôn. Đây là các bạn được ăn cám nè. Đó, có cám nè. Đáng yêu quá nè. Dễ thương ha. Trời ơi, tham ăn dễ sợ luôn. Nãy giờ mày ăn nhiều quá rồi, cho con này đi. Đi cho bạn này nè, đi cho bạn này nè. Rồi, chơi. Đi sắp hết rồi. Hoàng quá. Nè, con cũng muốn ăn hả? Đây, con cũng muốn ăn hả? Ôi dê bên này đẹp quá nè, Si. Trời ơi, đẹp chưa? Đông đẹp quá nè. Chị Si ơi, chụp bạn này đi chị Si. Ôi ôi, đẹp ha. À. Chị mà ham ăn dữ vậy xinh ra. Đây. Đây, trời ơi, nè, trắng tinh nè. Mày đi, mày cũng được em đi. Đi lại dần dần lắm. Dần dần lắm. Thôi hút nhau kìa, hút nhau kìa. Ờ, mấy bạn dê hút nhau kìa. Cái kiểu đó vậy á. Đây là bạn dê lùng mini nè. Nhà mình có 3 con ha. Còn dê này mình chưa có nè. Nè, hút nhau nè, nó làm cái điệu bộ, nó đứng lên. Cái kiểu con dê là nó đứng lên á. Sừng cồ nhau. Cái này là những bạn chuột lan. Vì hai con cái mũi mà. Bạn này có a cà rốt. Đây có mấy bạn ủa nỉn nè. Heo móng cái. Bằng lợn. Bằng lợn. Đây là bằng heo nó không phải, đây là bằng lợn. Bằng lợn, bằng lợn kêu sao? Phải rồi, nó tắm nó dơ quá sình. À, dính sình này dơ nè. Cái này nè, mấy bằng lợn heo móng cái ha. Ngủ à. Cái lông bằng heo cứng cứng á Bi. Có mấy bạn bên kia là cái dòng ít lông hay sao á. Bạn ơi. Không có làm luôn. Anh này nhìn có nhiều vú hơn ba ơi. Bạn này có nhiều vú hơn, đếm coi mấy vú. Con có ăn cà rốt không? Có ăn cà rốt luôn nè. Trời ơi. Nè.
Nè bạn này có nhiều vú hơn nè, bạn này là bạn bạn cái nè. Đây con, đây. Đây, nút đi. Ủa? Ơi, đừng bà ơi. Đi con mẹ. Cỏ. Nè. Cho heo ăn nhiều cho nó cho cái heo lớn. À, cho ăn heo nhiều cho heo lớn lên. Đó, bạn này thấy vậy cũng quay lại rồi nè. Đây, tội nghiệp quá cho ăn miếng. Nè con. Nè. Đó. Ủa. Con để xét xét lại. Với lại con cầm bên cái đầu cứng á. Nè con cầm bên cái đầu cứng á. Rồi. Núp gần gần lại cha. Đó. Cái tướng của cái bạn heo ống cái này là đố các bạn là nhìn giống, chúng ta đã gặp cái hình ảnh này ở đâu. Cái này là trong tranh đồng hồ ha. Thì đặc biệt là cái những bạn heo ống cái này có cái lưng nó võng xuống. Cái lưng nó võng xuống. À, và trên người bé nó có những cái mảng ơi, hoa văn. Ba, à, hết rồi hả? Hết rồi, để ba lấy thêm cho. Đây là trong tranh đồng hồ chúng ta thường thấy những bạn heo này đúng không? Đó. Ok, ngoan quá. Con cho con thỏ mẹ đi. Lòng thứ nhất hả? Rồi lại vùi mình nằm ngủ tiếp rồi. Đúng rồi, ăn xong rồi ngủ luôn. Khói bụi tà le. Nhưng mà nói chung là cái mô hình này nó khá là sạch sẽ đó các bạn. Nếu mà phun ngoài trời luôn thì Đà Lạt khá là nhiều mưa. Thì mưa nhiều quá thì nó sẽ bị dơ, nó bết lông. Nhất là mấy cái dòng mà dê kia kìa, sình dơ bết lông rất là xấu. Nói chung là sẽ bị hôi và khách đồ mà muốn lại vuốt ve thì hơi ngại ha. Còn ở đây thì tương đối là sạch sẽ. Đây là những bàn thỏ ha. Có thỏ con nữa nè ba. Đâu? Ừ. Bên này có hai này mới đẻ gì ta, này người ta lên lông đầy đủ rồi, này chắc cũng lớn lớn rồi chứ không phải mới lẻ. Ở bên này có hai bà thỏ nè. Ừ. Mấy bà thỏ thì lông đẹp ghê á, lông mịn giống như nhung nhung á. Rồi đúng rồi, cục cục lên như nhung nhung luôn á. Đi cho em ăn đi. Thế nó quá. Đi lại bên phía bên này nè. Con thỏ thì nhai không ngừng luôn á. Đó, bạn lại gần rồi kìa. Đó, đứng lên dễ thương kìa. Chị em đi cho đi. Em đi đưa sau. Để sao sức nè. Không, hấp bên đây nè. Ờ đứng lên ăn luôn kìa. Ê. Ừ. Bi ơi, dưới này có mấy con bò này Bi. Ok, vậy bây giờ mình xuống mình chơi với mẹ ơi, có bò sữa đó mẹ ơi. Bò sữa cho mình uống sữa. À, bò sữa cho mình uống sữa. Ờ, giỏi quá. Rồi vậy mình đi, mình xuống mình thăm mấy bạn bò đi. Ủa dưới đó đâu phải chỗ để mình thăm đâu. Hả? Chắc có chứ, coi có đường xuống chứ. Vậy hả? Ừ ha. Đâu xuống được. À, cái này nhà của con gì vậy? Đây là mấy bạn chặn đường à. Ừ, nó có mà bên kia. Trục Lan á, bữa mình đi bên Kim Ngân mình cũng thấy đó. Bi ơi. Bi mua thêm mua còn không? Ba mua thêm cà rốt cho Bi nha. Mẹ ơi. Con dê nó kêu mắc cười quá. Bốn ly nữa đi em. 5 ly tặng 1 ly hả? Rồi. Ơi. 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 Ơi
Rồi có bạn chó dễ thương à. Bữa nào anh đấu thầu vô đây anh bán cà rốt mới được. Bữa nào đi vô anh ơi. Đây. Mấy ly rồi? 4 ly rồi. Đây, ai cầm phụ em. Nè chị Si có cầm không? Bỏ một gác luôn đi. Cầm vô. Cầm chi cho nặng vậy? Đi. Ê ơi. Đi ba. Đi đây qua đây có đường xuống nè. Để ơi đi thấy bà thỏn đó nó đầu đó. Ô, vui lòng không cho, đi lối này cho đây không có nhà, mở cửa tham quan nên mình đi vòng ra bên sau ha. Nãy giờ bị cho mấy bạn ăn thích không? Ôi con gà này là con gà cái gì, con gà lôi không khác. Con này bữa mình vô Kim Ngân con mà này nó có là con gà tây. Ơ gà tây, I'm sorry. Con này là con gà tây. Con này là Noel với lại Thanksgiving đều là. Mẹ ơi con này vừa có thể vô được cái này mẹ ơi. Con gà nó vô được á. Tại nó bự nó mới vô cái chỗ bự này được. Nó bự nó mới vô mấy chỗ bự này được hả? Bi thấy mấy bạn ở đây giờ Bi đi một vòng Bi thấy bạn nào là dễ thương nhất? Ơ bà thỏ và cừu. Bạn thỏ bạn cừu là dễ thương nhất. Thế còn bạn heo, bạn heo và bạn bạn dê thì sao? Nó hiền. À, nó hiền hả? Ừ. Nó hiền rất là hung Bi. Trời, nó hiền mà nó rất là thương em Bi á hả? Ok, đi thôi. Ba cũng thấy rất là hiền luôn. Ba thích quá đi. Có bà chó. Đi con lát một chút. Đây giữ cho. Thôi, mọi người đi vòng qua đây hả? Lát đi xuống dưới á. Ok, vậy em lát gặp nhau bà đi. Trời ơi, bà chó là bà Bịch đang. Ồ, bạn Bịch cũng biết ăn cà rốt luôn kìa. Bạn Bịch đang ăn cà rốt thường của mấy bạn lạc đà. Mẹ ơi. Ơi. Bà lạc đà là mẹ kìa. Bà lạc đà đứng đây nè. Bi muốn chụp hình với bạn lạc đà không? Cho bên đó nhiều hơn. Rồi Bi đút cho em ăn đi. Bây vô đây, vô đây chụp hình với ba. Coi ạ đà. Coi ạ đà. À tự mẹ yêu hỏi đút vô. Ăn hả? Tự ăn luôn, khỏi đút luôn hả? Nè ăn đi con. À. Ăn đi con. Được. Mấy này anh lo được, 10 ngàn ly anh lo được, thoải mái ăn đi. Ê, đừng đổ, coi chừng đổ. Chị á, chị vô, con nào được hả? Được con nào được chứ. Kiến trộn gì. Ý là tao nói mày á. Dễ thương không? Đâu, tiếp Bi đâu rồi, tiếp Bi cho em ăn đâu rồi. Đi vô cho, lấy gì cho bạn ăn nè. Rồi, vô đây con, chú đứng lên cho con ngồi nè, vô nè. Vô đây, cho em xin mấy cây anh. Ok em. Đi. Rồi nó dậy vô mất rồi. Rồi ok, rút ra em ăn luôn đi. Nó không ăn. Đi đánh đây cho mày chụp đánh thôi nha. Cậu đi mất luôn nha. Vô giờ bắt ra. Ba ơi cho mấy coi ạ. Đà mà trả đi ba ơi. Rồi cho mấy bạn màu trắng đi hả. Mấy bạn này có vẻ no thì sao á. Không có thích ăn như mấy bạn kia. Hello. Đây con. Chảnh ha. Chảnh chẹ đúng không? Ra đây, anh cho. Bậy luôn. Ôi, bạn dịch kêu rồi Bi. Nè. Qua đây.
Come on. Rồi, mấy bạn này nãy giờ được ăn nhiều lắm rồi. Đang ngồi đây chụp hình gia đình cái đây. Ôi trời ơi. Này. Rồi em ngồi đây đi chụp tấm hình nè. Hello. Có giỏ cho cô bay. Có giỏ. Có giỏ cho cô bay. Ai dùng? Rồi xích qua đây đi, ngồi chính giữa đi mà. Em xích qua đây nó đi. Vô đi con lẹ, chú Đức chụp cho nhanh. Xíu xíu gió đụng đầu à. Bi bi nhìn đây nè bi. Bi. Trời. Rồi 1 2 3. Ok. Rồi, sống kế rồi. Rồi ok bây giờ mình đi xuống dưới đây coi có gì vui không? Ở đây. Đi bi nắm tay ba nha, coi chừng xuống cầu thang này té nha. Ba nè. Sợ. Xuống từng bước thôi ba dịnh không sao hết. Thích không bi? Không thích. Không thích? Trời dối lòng quá vậy. Sao lại dối lòng? À, tại cầu thang này cao quá. À, bi không thích đi cái cầu thang này cao quá, hơi sợ thôi. Chứ còn ba hỏi là bi có thích cái bàn thú không? Cái bàn động vật không? Nếu mà cầu thang cao quá thì chúng ta cứ đi cẩn thận thôi. Có ba dịnh nữa mà. Ồ, xuống đây chưa biết cái gì dưới đây luôn nè. Sợ quá. Nhưng mà bi nhìn cảnh xung quanh, bi thấy cảnh đẹp không? Đẹp không? Nói chứ gật đầu ba đâu thấy. Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Chị đang tập trung đây. Đang rất là gồng, tập trung. Rửa đen đi dựa vững vàng á. Ok. Ở đây chắc là một bãi cỏ cho chắc cù quá, cho các bạn cù quá. Có ai dục giá, đúng ai à. Ờ, nói chung là cũng một số bạn xả rác ha. Không ok lắm đây. Bạn cụ ngoài trời nè. Dê yeah, nè. Ba nãy mẹ thấy đứa bạn bà bò sữa đó ba ơi. Ờ, bạn bò sữa đó. Để lấy ba hỏi coi làm sao mà thăm mấy bạn bò sữa được. Ôi coi ba. Ba không chơi được luôn hả? Quá ok luôn. Ồ, ồ nãy anh đứng ở trên anh nhìn thấy có mấy bạn bò sữa đó làm sao. Dạ nó ở phía trên nè. Nhưng mà anh thấy cái đường đó nó không để không đi lối này mà. Cái đó thì em cũng không rõ. Không bành luôn hả? Dạ. Ok. Rồi. Đây. Hello. Ồ cái lông dày cui luôn. Để con mắc cỡ gì nữa. Dạ. Đứng lên. Muốn ăn thì đứng lên. Rồi các bạn nhìn cái bộ lông của mấy. Rồi ảnh sừng cò liền. Cái lông của bạn cụ này là lâu quá không có. Tham ăn quá dành luôn cái ly con nhỏ. Không có, không có cắt lông á cho nên lông nó sẽ ngày càng dày lên ha. Từ từ. Rồi bi xích lại đây từ từ. Mà nó bạt bạt lại luôn nè. À. Rồi bi lấy đi con. Thấy nó bự vậy thôi chứ gọt bộ lông ra chắc còn chút xíu quá. Dơ cao lên là nó không ăn được. Thì con dơ cái hũ cao lên. Từ từ con cho. Đây mẹ chụp cho nào. Đưa. Trời dính nhau vậy luôn hả? Mẹ không biết để ướt cà rốt tao. Bi ơi bạn này là Bi. Đây lại đây ba cho một ly khác. Ừ dạ bà ơi á bà cù. Bi. Cà rốt cũng Bi lẹ đó. Nó ăn. Bạn đi theo bài luôn nè. Có thân không mà. Bi ơi qua đây với ba nè. Bắt đầu thấy hơi nhây nhây rồi nha chú em. Chú em nhây rồi nha. Đây đây. Đây nè. Đừng có làm quá người ta sợ mấy đứa. Rồi xong phim. À, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, không sao hết. Hết rồi. Nè, ba cho cái khác nè. Hết rồi. Rồi, để ba bảo vệ em đi. Thôi mấy đứa đừng làm gấp quá con. Không, sẵn sàng quá. Làm vậy tao ngại.
Nhà mất rồi. Rồi xong bê luôn. Gì mà cướp trên vàng mướp luôn vậy? Tao đang cầm trên tay mà giật luôn rồi. Con này giữ. Rồi đi. Rồi đi từ từ cho em. Trời đổ ra. Đổ cho bà cù a hết luôn. Hết rồi. Trời, mấy bạn này ham ăn quá làm người ta sợ luôn á. Cho ăn không kịp làm người ta sợ luôn á. Rồi đi cho nè. Rồi đi ra. Xong phim. Thôi không sao, lụm lên được. Rồi. Đi thôi. Hết rồi. Con có đi vô không? Hết rồi. Dạ. Đi ra đây. Đi ra. Rồi. Đi xuống đây coi tiếp còn gì nữa nha. Nắm tay ba. Đây ba đổi cho cái ly đầu. Ở dưới còn gì không em? À hết rồi. Ở dưới đây cũng hết các bạn gì luôn hả? Rồi ok vậy mình đi lên lại. Chặn luôn hết cho ra luôn hả? À, lát mình lấy nước mình xuống góc này mình ngồi mình chiêu. Ok các bạn, những cái bạn động vật ở đây thì nói chung là những cái giống loài nó hiền, dễ thương và khá là háo ăn. Em đi uống nước không? Rồi khi nó háo ăn quá nó làm cho bạn nhỏ cũng hơi sợ luôn á. Ủi, đây đang đứng trường dốc mà. Các bạn nhỏ nào mà lên Đà Lạt chơi thì có thể ghé thử ha, để trải nghiệm ha, cũng rất là thú vị, dễ thương. Rồi à, đi lên đi xuống cầu thang, Bi thấy cái nào ghê hơn? Cái này ghê hơn. À đi lên ghê hơn hả? Ồ. Đi một cái này cũng sợ. Sợ hả? Có ba vịnh không sao hết. Cứ đi cẩn thận từng bước một. Rồi. Ba ơi cái này có cỏ ba ơi, không sợ ké đâu. Có cỏ không sợ ké đâu hả? Cái này đây đang ngứa. Đang ngứa, đang gãi á. Cái màu này cũng đẹp nè. Vậy là hết rồi đó. Hết rồi đó. Đây nè, Bi đút em ăn đi, Bi để đây. Hey. Rồi Bi cho bạn này nha, ba cho bạn này nha. Thôi đừng có ăn này. Ăn này là tắc ruột chết luôn á. Okay. Đó đó ai kia nữa kìa. Cái này cỏ không sao. Này có dây ni lông nè. Cho em ăn. Cho hết luôn. Bi thấy mấy bạn ăn giỏi không? Bi cũng phải ăn giỏi nha. Được cái là mấy bạn này rất là háo ăn, nhưng mà cái cách ăn á là dùng cái môi á, lấy cái thanh cà rốt đưa vô trong. Ờ à, đúng rồi, bạn này hay phun nước miếng. Cho nên là các bạn cứ đút gần gần đi, không có sợ nó các bạn sẽ cắn vô cánh tay mình đâu ha. À, cho nên là cứ đút nè. Nè, đó Tepi còn dám nữa. Cứ đút là nó sẽ dùng cái môi nó kéo vô. Rồi, đưa cho mà.
Chưa cho mà sao ăn luôn vậy? Dễ thương không con? Ôi, bố bé đang gãi. Ờ, à, đang gãi ngứa. Ôi trời, còn lắc mông nữa. Lắc mông nữa. Ba bây giờ còn hai cái luôn. Rồi, cho bạn ăn hết đi, đây ba vẫn còn tiếp luôn. Cho bạn ấy phun nước miếng á. Ừ, đừng phun nước miếng nha. Hết. Cô ta nói bạn tắm cái gì vậy? Hết rồi. Nữa không? Ê, có chừng ngang hả ơi. Hết sạch. Hết sạch luôn. Hết sạch nha. Hết sạch. Rồi. Bây giờ ai bắt kè nè. Uống uống đây cũng đẹp nè. Trời ơi, tôi tự nhiên không thấy. Trời ơi. À, tròn xoe luôn, to. Nào chưa? Nhìn mẹ nè, ở đây nhìn mẹ nè. Nào chưa? Ở đây nhìn mẹ nè. Nó đi chỗ khác rồi. Nó đi. Con dê. Dê sẽ uống sữa thôi. Dê uống sữa thôi, đúng rồi, có dê con uống sữa thôi. Ờ, bạn này con cho ăn đi. Nè, bạn đang đứng gãi kìa, mày thấy gãi không? Nó dạy bà hay mỏng thôi. À, ngứa gãi á, bạn cũng đang nằm chú. Nè, ở đây có cái dù nè, cho các bạn chú nắng ha. Đó. Đằng kia cái mấy bạn dịch cũng đang nằm ở dưới cái chỗ để chú nắng kìa. Thấy chưa? Đây, qua đây. Qua đây anh Bi cho. Đừng có cho nó ăn nguyên ly luôn, con lấy con đút bé, con lùi lại. Ờ, cái cổ nó dài quá. Ừ, cái cổ nó dài quá. Ừ, đúng rồi, bạn nó đẹp quá. Quá đi rồi. Rồi. Mẹ ơi sao thế các bạn nói lãnh 4 phần nước ra, bây giờ mình sẽ xuống dưới kia. Mình sẽ ngồi uống nước nghỉ ngơi. Sau đó sẽ về nhà. Nắm tay ba đi để đi tán. Rồi anh đang cầm này sao anh nắm tay nữa. Đây vậy em cầm này đi. Ôi. Đây. Con cầm đi chứ còn trời. Con cầm giùm chú Đức chứ nó quay mà. Đi xuống coi vô đẹp không. Rồi xuống. Thôi ngồi đó ngồi làm gì? Ngồi đây hả? Ok, giờ ngồi đây cũng được. Rồi ok các bạn. À, chúng ta vừa đi tham quan một vòng Chica Farm. Thì ở đây có ba những ơi, cái bạn cùi. Hay con gì nè ba? Con gì? Ồ con này có ốc sên. Có ốc sên. Có ốc sên sao ai đạp vào? Có con ốc sên rồi ở ngoài tự nhiên đó. Rồi bây giờ bạn đang đi bạn đang bò lên nè. Nó chết rồi. Nó còn sống á, bạn còn sống á. Để bây giờ ba để cho bạn đi vô phía trong này cho người khác bước xuống không có vô tình đạp chúng bạn ha. Ok. Rồi đừng bò ra giữa đường nha con. Ô các bạn thì ở Chica Farm thì mình thấy không gian khá là đẹp, rất là nhiều cái góc cũng như là để cho mọi người có thể chụp hình kỷ niệm đồ rất là đẹp ha. Sang xịn mịn. À, về thú thì có cừu, có lạc đà, có thỏ, có chuột lang, có vài bạn gà tây, gà tre, chim bồ câu, vịt. Đó là những con vật rất là dễ thương, rất là thân thiện, háo ăn, rất là dễ tương tác. Và các bạn nhỏ thì cũng rất là thích thú khi mà cho các bé nó ăn. Đó là những cái trải nghiệm rất là thú vị, theo mình ơi, rất là bà rất là ok cho các bạn nhỏ luôn á, sẽ mở mang được cái
gọi là cảm xúc đồ của mình ha, đi chơi nó rất là vui, không khí nó cũng khá là mát mẻ. Bản thân mình là thấy nóng luôn, hôm nay có nắng rồi. Ok, hy vọng là những cái clip chia sẻ nãy giờ của gia đình mình đi thăm Chica Farm có thể giúp cho các bạn vui ha. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Bye bye. Ôi, cuối cùng cũng kiếm được kem dưa hấu rồi. Biết Vi thèm kem dưa hấu, mẹ thấy mẹ mua. Thèm kem dưa hấu mà từ đường đi tới bây giờ cuối cùng cũng ra được kem dưa hấu rồi. Mua đâu? Mẹ ơi, mua đâu? Ok các bạn thì cũng dễ đi ha. Nói chung là cũng dễ đi. Cứ bấm Chica Farm vô Google Maps là nó sẽ dẫn đường tới nơi thôi. Và vé vào cổng thì là 100 ngàn một người đối với người lớn. Kèm theo một phần nước. Chừng nào tham quan thì chúng ta lại lấy nước thôi. Sau khi đi vòng tham quan và ngồi nghỉ ngơi thì lại lấy nước uống. Còn đối với trẻ nhỏ như Tippy là được miễn phí. Ok các bạn ha, nếu có dịp thì dẫn các bé đi chơi. Con dưới nãy là con cừu, dưới con sâu là đà. Ủa dưới kia có gì anh?